mời. Tên là Nguyễn Huỳnh Minh, hiện tại mình đang công tác tại Ngân hàng Quân đội. Xin chào mọi người, mình tên là Thành Tuyên, năm nay mình 30 tuổi. Hiện nay mình đang làm giáo viên dạy tiếng Anh. Mình và Minh quen nhau khi mà vào tháng 6 năm 2010, khi mà lúc đó mình đang dạy một lớp TOEIC tiếng Anh ở bên ngoài, thì lúc đó Minh tham gia vào lớp học của mình. Ấn tượng đầu tiên của mình với Minh là một cô bé rất là dễ thương. Hồi đó thì Minh còn đeo kính cận, tóc thì để khá là dài và rất là suôn và mượt. Ấn tượng ban đầu của mình về anh là một thầy giáo rất nhiệt tình, rất tâm huyết và trông rất đẹp trai, ga lăng. Các em học sinh nữ ở trong lớp thì rất yêu quý và hâm mộ thầy. Tuy nhiên, cái tình cảm lúc đó chỉ dừng lại ở tình cảm thầy trò, tại vì lúc đó mình cũng đang rất là bận rộn chuẩn bị đi du học ở bên Mỹ. Có một cái sự kiện nó dẫn đến cái chuyện tình yêu, rồi dẫn đến cái câu chuyện của bọn mình là tình cờ lúc đó thì lại có Euro 2012. Là bên mình xem rất là nhàn, tại vì mình xem vào buổi sáng, thì còn trận thứ hai thì là thời buổi chiều, 4 giờ chiều là mình xong rồi. Thì lúc đấy ở Việt Nam là buổi đêm, nhưng mà hai thầy trò tôi phải thức đêm để mà hai thầy trò được cùng xem với nhau. Sáng hôm sau thì vẫn đi làm. Như là thầy biết được điều đó nên là ngày nào cũng nhắn tin hỏi han tôi xem là có mệt lắm không. Và cứ thế dần dần chúng tôi nói chuyện, nhắn tin bằng Viber, bằng Skype nhiều hơn. Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều cái câu chuyện trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm, rồi có rất nhiều chuyện công việc mà tôi rất muốn để tâm sự với thầy. Mình từ trước đến nay thì mình cũng xây dựng hình ảnh về một người con gái sẽ là vợ của mình, thì có rất là nhiều tính cách giống như Minh. Rồi thì bọn mình có những cuộc nói chuyện, chủ đề thì không còn là những chuyện về cuộc sống hàng ngày thông thường nữa, mà chủ đề chuyển thành những dự tính tương lai, rồi thì những cái quan niệm về cuộc sống hôn nhân, rồi quan niệm về triết lý sống với nhau. Có một ước mơ mà tôi chỉ chia sẻ với thầy, đó là tôi rất muốn được một lần đặt chân lên nước Mỹ. Anh rất nhiệt tình ủng hộ, nhưng mà để thực hiện được cái giấc mơ đó thì thật sự là lúc đấy trong tay mình là con số 0, mình chưa có gì cả. Tại vì hồi đó thì bố mẹ mình vẫn chưa biết mình là ai, rồi thì chưa gặp mình bao giờ. Và để cho con gái sang một cái đất nước mà hoàn toàn xa lạ, cách một nửa vòng trái đất, với một người mà bố mẹ mình chưa gặp bao giờ, chưa nghe được nói đến bao giờ. Rất may mắn là bố mẹ tôi là những người rất tuyệt vời. Bố mẹ tôi rất hiểu, tin tưởng con cái, và cuối cùng thì đã cho phép tôi được thực hiện cái giấc mơ đó. Ngày đó thì chúng tôi đã gần như là hóa khóc trong điện thoại khi mà thông báo với nhau rằng em đã được bố mẹ đồng ý. Thì ngày mà Minh lên máy bay để bay sang bên Mỹ với mình cũng là một cái ngày rất là đáng nhớ, là ngày 21 tháng 12 năm 2012. Các anh chị ở cơ quan tôi thì cũng rất là ủng hộ và còn tổ chức một bữa lẩu để chia tay tôi. Tôi rất là hạnh phúc khi mà được cả gia đình lẫn đồng nghiệp ủng hộ. Thế rồi thì mọi chuyện cũng sẽ tốt, cũng không có gì xảy ra cả. Rồi thì qua 25 giờ bay thì cuối cùng Minh, và qua rất là nhiều chặng bay thì Minh cũng sang được với Boston sang với mình. Thế rồi từ ở bên Mỹ khoảng thời gian 21 ngày của mình có những cái kỷ niệm mà có lẽ là mãi mãi đọng trong cái trái tim và trong tâm trí của bọn mình. 21 ngày là 21 ngày kỷ niệm mà sâu sắc. Bọn mình đã qua tất cả là 8 bang của nước Mỹ, và trải qua 8 bang, trải qua 8 những cái khung cảnh với những cái kỷ niệm khác nhau. Bọn mình khởi hành từ Boston đến Buffalo, là nơi mà bọn mình lần đầu tiên được đón Giáng sinh với nhau ở chính nước Mỹ. Thì có rất là nhiều những cái giây phút, những cái cảnh, rồi những cái lời nói, rồi những cái ôm của mình mà mình đến bây giờ mình vẫn còn nguyên cảm xúc. Từ Boston mà mình khởi hành mất 9 tiếng đồng hồ để đi đến Buffalo, một thành phố rất là xinh đẹp và rất là hoang sơ ở phía bắc của nước Mỹ. Thì nơi đó có tháp Niagara Falls rất là đẹp, và bọn mình đặc biệt là bọn mình được đón Giáng sinh đầu tiên ở trên đất Mỹ cùng với nhau. Rời Buffalo thì bọn mình tới thành phố Washington DC, là thủ đô của nước Mỹ. Mà mình cũng có đi tham quan tất cả những cái danh lam thắng cảnh như là Capitol Hill, nhà Quốc hội, Nhà Trắng, rồi thì tháp Bút Chì, Washington Monument. Rồi Washington thì bọn mình đến New York, có lẽ là thành phố mà đọng lại trong mình nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất. Tôi cùng đón ra năm mới ở
trên quảng trường Times Square, quảng trường thời đại, nơi mà hàng triệu người trên thế giới cùng hướng theo để mà nhìn thấy quả cầu pha lê từ từ rơi xuống cho đến khoảnh khắc giao mùa như thế trong cái không gian âm 8 độ C. Thì chúng tôi đã ở đó suốt từ 3:30 chiều đến 12 giờ đêm để được đón giao thừa cùng nhau. Và một cái buổi đêm ngày 1 tháng 1 năm 2013, tức là ngày đầu tiên của năm mới, thì mình dưới cái rét âm 10 độ C ở trên tầng 86 của tòa tháp Empire State Building. Anh bỗng cũng chạm đến tôi và thì thầm ở bên tai. Bây giờ tôi cũng không nhớ rõ là anh đã thì thầm những gì, nhưng chỉ thấy anh bỗng tự nhiên ngồi quỳ xuống. Và sau đấy là anh có nói với tôi rằng là em là người phụ nữ mà anh đã tìm kiếm từ lâu, em đồng ý với anh nhé. Tất cả mọi người xung quanh đó, du khách rất là đông, cả người Mỹ, cả người các nước khác trên thế giới, thì mọi người dừng lại và mọi người mỉm cười, mọi người vỗ tay và mọi người gieo hò. Đến anh bạn của tôi được giao nhiệm vụ là quay video thì cũng quên mất cái nhiệm vụ đấy, quên mất ấn nút quay, và anh ấy cứ đứng sững người ra để mà chứng kiến chúng tôi lúc đó. Cái chiếc nhẫn thì từ từ được tay đeo vào tay tôi và anh cũng ôm chầm lấy tôi, và chúng tôi gần như lúc đó đã cảm thấy là thuộc về nhau và là của nhau. Chúng tôi quay lại thành phố Boston để kết thúc chuyến đi, và tôi sẽ bay về Việt Nam trước, còn anh thì chuẩn bị hành lý bay về sau. Không lâu sau đó thì mình và em đều báo cáo bố mẹ mình và bố mẹ em Minh để cho cả hai được đi đến hôn nhân với nhau. Thì cái thời gian mà bọn mình cũng rất là may mắn, tại vì cái thời gian để bọn mình chuẩn bị cưới nó diễn ra, nó kéo dài rất là lâu, cho nên là bọn mình có những cái sự chuẩn bị rất là chu đáo. Bọn mình cũng mua được một căn hộ chung cư, một tổ ấm nhỏ nhỏ nhưng rất đầy đủ về tình cảm, nhờ sự giúp đỡ của gia đình hai bên cũng như là sự nỗ lực và sự cố gắng của bản thân bọn mình. Lễ ăn hỏi của chúng tôi thì được diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2013 trước sự chứng kiến của quan viên hai họ và rất nhiều bạn bè, học trò của anh Tuyên. Tôi cũng xin được cảm ơn những người học trò của anh Tuyên đã rất nhiệt tình, giúp đỡ, đã đến giúp đỡ và ủng hộ cho chúng tôi. Và cho đến ngày hôm nay thì là ngày 23 tháng 12 năm 2013 thì bọn mình đúng một năm sau ngày em Minh đặt chân lên nước Mỹ, và một đúng một năm kỷ niệm ngày bọn mình thực sự là được nhìn thấy nhau lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, được sự đồng ý của bố mẹ hai bên rồi của cơ quan, thì bọn mình đã tổ chức lễ thành hôn. Và qua đây thì con cũng xin cảm ơn bố mẹ, gia đình hai bên đã luôn luôn đặt niềm tin ở chúng con và ủng hộ cho chúng con để chúng con có được như ngày hôm nay. Và bọn mình cũng rất là cảm ơn các quý vị, các khách quý, các ông bà, cô bác, anh chị em, bạn bè đến chung vui với bọn mình ngày hôm nay. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả quý vị khách mời sau một ít phút nữa.